Vâng, chào các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đi chiêm ngưỡng rừng trúc xào tiếp nha. Cây nào cây đấy thẳng và đẹp. Đây khu rừng này nếu mà nhiều nhà mà sáng tạo phim mà sản xuất phim như thấy những khu rừng này này chắc chắn là ý tưởng của người ta thế ra. Đẹp chưa? Cây nào cây đấy thẳng và dài. Tôi cũng rất là thích trúc. Bởi vì cái cây này nó nhẹ, nó dễ chặt, mà được cái đặc biệt nữa là nó rất thẳng, làm được nhiều thứ từ những cái trúc này. Từ sang bên này mọi người thế nào. Ôi, rộng lắm. Con trúc này rộng mà. Bạn nào cái nào cái đấy thẳng quay lên trên đi nhá, cao nhá. Rất cao nữa chứ. Rồi, tôi cũng phải lại ghi lại cái hình ảnh của mình. Ghi được vào cái đường trúc này chứ nhỉ. Tôi sẽ đặt cái máy điện thoại. Máy quay ở một góc. Tôi đi vòng vòng quanh đây một chút. Để em chỗ nào hợp lý đây. Đấy. Nhà của đồng bào thì ở phía bên kia đường. Còn đây là cái rừng trúc của người ta rồi. Bán ngàn rừng trúc. Này, bước xuống dưới này chút nữa thôi. Không thấy hết luôn.
Phía bên trên thì trời đang gió mà cái lá trúc thì đang rung ngầm mầm. Ôi bạn ạ. Rừng trúc âm u hoang vắng. Rồi, tôi xin dừng lại đây đi. Tôi sẽ quay cái đoạn video khác mà ghi lại cái hình ảnh của tôi ở trong cái rừng này nha.